Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios 2023. Tuy ông Hoàng Doanh số một thời đã mất dần vị thế, nhưng nhiều ý kiến vẫn đánh giá Toyota Vios 2023 là một mẫu xe đáng mua. Ưu điểm: thực dụng, đáp ứng tốt nhiều nhu cầu sử dụng, nội thất rộng rãi, khoang hành lý lớn, vận hành ổn định, bền bỉ, tiết kiệm, an toàn đạt chuẩn 5 sao ASEAN NCAP, giữ giá tốt, dễ bán lại. Nhược điểm: trải nghiệm lái chưa thú vị, không có cửa gió điều hòa hàng ghế sau. So với các đối thủ, kích thước Toyota Vios lớn hơn Kia Soluto, cũng nhỉnh hơn Hyundai Accent nhưng nhỏ hơn Honda City. Các thông số này giúp Toyota Vios đủ gọn gàng để luồn lách thoải mái trong phố nhưng vẫn đảm bảo không gian nội thất rộng rãi. Sau lần nâng cấp gần nhất, tuy về tổng thể Toyota Vios vẫn giữ phong dáng cũ nhưng cũng đã có nhiều điểm tinh chỉnh, đem đến cảm giác mới mẻ, trẻ trung và hiện đại hơn. Đầu xe Toyota Vios 2023 được thiết kế cân đối hơn, mang đậm dấu ấn của ngôn ngữ thiết kế Kinlook quen thuộc. Tuy nhiên, việc ngày càng xuất hiện nhiều những đường cắt xẻ mạnh mẽ khiến Vios không chỉ sắc nét. Thân xe Toyota Vios 2023 trông khỏe khoắn và năng động nhờ hai đường gân dập nổi, vuốt cong bên trên và uốn dài phía dưới. Gương chiếu hậu vẫn đạt ở trục A với đầy đủ các tính năng cơ bản gồm chỉnh điện, gập điện và đèn báo rẽ. Đuôi xe Toyota Vios 2023 được tạo hình chủ yếu bằng những đường nét tròn bầu đầy đặn, cụm đèn hậu LED kiểu dáng đơn giản, trung tính. So với phong cách khá ra chất thể thao ở đầu xe thì phần đuôi của Vios lại trông tương đối hiền hơn. Toyota Vios 2023 có 4 màu: đỏ, trắng ngọc trai, nâu vàng, đen. Về nội thất, thực dụng và rộng rãi luôn là thế mạnh lớn của Toyota Vios từ trước đến nay. Nội thất Toyota Vios chủ yếu tập trung vào tính thực dụng, do đó thiết kế chỉ dừng lại ở những đường nét cơ bản. Vật liệu sử dụng chính vẫn là nhựa đi kèm một số chi tiết trang trí mạ bạc. Vô lăng Toyota Vios theo kiểu ba chấu quen thuộc, các phiên bản Vios đều có vô lăng bọc da ngoại trừ bản số sản. Trên bản 1.5G, vô lăng tích đầy đủ nút điều khiển hơn gồm chỉnh âm thanh, Bluetooth, màn hình trung tâm. Ở bản 1.5E, số tự động chỉ có nút điều khiển âm thanh. Một điểm đặc biệt là Toyota Vios bản G được trang bị cả lễ chuyển số sau vô lăng. Điều này hứa hẹn sẽ đem đến trải nghiệm lái thú vị hơn. Nhưng hơi tiếc là các tính năng như Cruise Control và chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm chỉ có ở bản 1.5G. Các bản 1.5E vẫn chưa được trang bị. Ở hệ thống giải trí, Toyota Vios 2023 được trang bị màn hình trung tâm cảm ứng kích thước 9 inch cho bản cao cấp nhất. Các bản còn lại kích thước 7 inch. Xe cũng hỗ trợ đầy đủ các tính năng kết nối điện thoại thông minh, Bluetooth, USB Smart Connect, Bluetooth. Về âm thanh, phiên bản 1.5G có 6 loa, các bản còn lại dùng 4 loa. Toyota Vios bản 1.5G dùng điều hòa tự động, các bản còn lại vẫn duy trì điều hòa chỉnh cơ. Và tiếc rằng, khi đến tận đời 2023, Toyota Vios vẫn chưa có cửa gió riêng cho hàng ghế sau. Đây là một điểm trừ lớn bởi đa số các đối thủ của Vios đều đã được nâng cấp trang bị này. Toyota Vios 2023 sử dụng động cơ 1.5L Dual WTI mã 2NRFE cho công suất cực đại 107 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng 1 phút, mô men xoắn cực đại 140 nanomet tại vòng tua máy 4.200 vòng 1 phút. Xe có các tùy chọn hộp số gồm hộp sàn 5 cấp và hộp số CVT 7 cấp số ảo. Toyota Vios 2023 tiếp tục là một trong số ít các mẫu xe sedan cỡ nhỏ tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Các tính an toàn trên Toyota Vios 2023 bao gồm phanh ABS, BA, EBD, cân bằng điện tử VSC, khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo TRC, đèn báo phanh khẩn cấp ABS, camera lùi, cảm biến trước sau 3-7 túi khí. Đặc biệt, sự xuất hiện của hai tính năng mới có trên bản G là cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường, hứa hẹn giúp Vios giữ vững vị thế là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Đa số người dùng đều đánh giá cao Toyota Vios ở khả năng vận hành bền bỉ, ổn định và tiết kiệm. Đây cũng chính là một trong các thế mạnh lớn giúp Vios thống trị phân khúc sedan hạng B gần một thập kỷ vừa qua. Và ưu điểm này cũng giúp Toyota Vios phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng khác nhau. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.